សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិនប្រធានកិត្តិយសគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមបាទលោកជំទាវក៏បានអញ្ជើញបោះឆ្នោតបាទជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 5នៃការចម្លើយបោះឆ្នោតបាទគឺមានលេខ 03បាទ 70ដែលស្ថិតនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាបាទអន្តរសង្កាត់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបាទក្រុងកំពង់ចាមបាទជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដូចក្នុងរូបភាពរបស់បងប្អូនបានទស្សនានេះហើយនៅមណ្
đã ban một khuôn mưu tự tâm cả lại bỏ cháu nào ni mùi ni mùi như khởi tham mình men miền là mà thả ban đấy cho nó là còn có sai phê nhạc sáng kết ca miền chiết miền on trại chiết cứ ban một chỗ ruộng khuôn mưu tự tâm bỏ cháu nào tự tâm cả lại ni mùi ni mùi hãy cơ xôm chung riêng chung tự đọc bóng ôn chung rộng chiết đại cầm phong kết sáng án đá ca sai toàn đi phong đại thả khai cầm phong chám xâm rạp ca bỏ cháu nào chơi rớt đầm nàng đi ban đại khăn ông nít tự ca thịt phám cứ cân ạ cam ca chiết riêng chóng ca cứ bạn đã đang tham biến cả giải bỏ cháu chấm nguồn phí quán pram rồi học sắp bày cả giải nông chấm nguồn cả giải bỏ mạng đó tương mùi mơn pram buôn quán pram buôn cả giải nơi tu tiền vật tế hay chấm buôn nhạc bỏ cháu nơi không khai cầm phung chán nó cứ miên chấm nguồn mùi liên phí xài nhạc nông chấm nông bà bà chia bỏ rốt pram buôn liên buôn sáng pram mơn bày quán pram mùi rồi chất sắp ram nhạc nơi tu tiền vật tế nục hay bạn đôi cầm phung chám cứ miên ả sản xâm rạp nàng riêng nó cứ chấm nguồn đọc pram bày ả sản hãy bay cái chân để cho chú mua bỏ cho nó đầm nàng riêng cứ một vì cái nạp bạc cho chân ở Campuchia tiền triêm nâng bình sân cứ chấm nguồn xam sắp vào mùi rút không lúc cứ phải cái chân bình sân miền chấm nguồn đọc vào bầy rút nâng phải cái chân triêm chấm nguồn đọc vào bầy rút hãy xâm đại gia kẹo mà bình nhé chạy kể hình sắp rắn cứ chấm phải cái chân bình sân và cho lâm đạp lấy riêng tìm mùi xâm rạp một đôi cùng phùng chạm đối bóng phố chú rùm chiếc bàn tên sản bàn chiếc hay nơi không một đôi cùng phùng